Điểm xét tốt nghiệp không chỉ phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn căn cứ trên kết quả học tập của lớp 12. Đối với học sinh trung học phổ thông, điểm xét tốt nghiệp được tính theo công thức sau: điểm xét tốt nghiệp bằng điểm tổng 4 bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông cộng điểm khuyến khích chia 4 nhân 7 cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3 chia 10 cộng điểm ưu tiên. Trong đó, tổng điểm 4 bài thi bao gồm Toán, Văn, Anh cộng điểm trung bình của bài thi tổ hợp. Điểm trung bình cả năm lớp 12 được tính bằng công thức điểm trung bình học kỳ 1 cộng điểm trung bình học kỳ 2 nhân 2 chia 3. Điểm ưu tiên gồm điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực. Với học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, công thức tính điểm xét tốt nghiệp như sau: điểm xét tốt nghiệp bằng tổng điểm 3 bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông chia 3 cộng tổng điểm khuyến khích chia 4 nhân 7 cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3 chia 10 cộng điểm ưu tiên. Trong đó, tổng điểm 3 bài thi Toán cộng Văn cộng điểm trung bình của bài thi tổ hợp. Điểm khuyến khích là điểm thưởng dành cho các giải thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa, các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm khuyến khích tối thiểu là 1 và tối đa là 2.